Xin chào các bạn, hôm nay mời các bạn cùng Rượu Ngon tìm hiểu thu hoạch xanh là gì. Thu hoạch xanh là một thuật ngữ dùng trong ngành trồng nho, là quá trình loại bỏ những chùm nho thừa ra khỏi cây nho nhằm mục đích cân bằng diện tích lá và trọng lượng của quả để nho có thể đạt được độ chín tốt hơn. Trong tiếng Pháp nó được gọi là vin đan vẻ. Thu hoạch xanh là phương pháp tương đối hiện đại, thường được sử dụng để sản xuất rượu vang chất lượng. Việc loại bỏ những quả nho nhỏ và non sẽ khuyến khích cây nho dồn hết năng lượng để làm chín những quả nho còn lại. Với ít nho hơn, hương vị có thể cô đặc hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong phong cách rượu vang mà nhà sản xuất tìm kiếm, chẳng hạn như rượu vang có hương vị trái cây cô đặc và đậm đà hay là rượu vang đỏ mạnh mẽ. Thông thường thì thu hoạch xanh sẽ được thực hiện bằng tay vào khoảng thời gian nho đang trong giai đoạn sinh trưởng để người trồng có thể phát hiện ra những chùm kém hơn những chùm khác. Điều này có thể làm cho việc thu hoạch xanh trở thành một quá trình tốn kém. Cũng vì vậy mà phương pháp này thường được tìm thấy trong các loại rượu vàng cao cấp. Vừa rồi là những thông tin về thu hoạch xanh và các bạn hãy cùng theo dõi Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các kiến thức về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.